Alo, alo, alo. Alo, chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục câu chuyện về làm giá thành sản phẩm cho một cái công ty sản xuất sản phẩm hai công đoạn trên phần mềm các bạn nhé. Chúng tôi sẽ, các bạn hãy chờ một lúc, chúng tôi sẽ tiếp tục với các bạn. Khi mà cái số lượt view tăng lên khoảng 20 đến 30 người thì chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn tranh thủ trong cái khoảng thời gian là nếu bạn nào mà chưa chưa cài đặt được phần mềm thì liên hệ với bên chỗ đơn vị mình để hỗ trợ cài đặt nhé các bạn. Nếu bạn nào đã cài đặt phần mềm rồi ấy, thì vào chức năng trợ giúp tự động cập nhật để cập nhật phiên bản mới nhất nhá. Chúng tôi mới có nâng cấp một vài mảng liên quan đến cái vấn đề nâng cấp các cái tiện ích của phần mềm. Các bạn vào cập nhật, nó là một cái bản phần mềm mà các bạn có thể cập nhật online internet mà. Thành ra cái việc sau này các bạn làm, các bạn không cần bận tâm nhiều đến cái vấn đề là các bạn phải phải học, phải mua cái phần mềm mà nó đến cái lúc có nâng cấp thông tư nghị định mới của nhà nước, các bạn không biết hỏi ai, đúng không? Chúng tôi thì cứ đẩy lên server cho các bạn, cứ thế là tự động cập nhật thôi. Chúng ta vào phần mềm như sau nhé các bạn nhé. Tôi kiểm tra thấy xem tình trạng ghi video xong chưa. Ok các bạn, các bạn vào lưu ý này, các bạn chạy phần mềm này, chọn trợ giúp này, chọn tự động cập nhật các bạn nhé. Chúng ta chọn hủy bỏ đi nhá. Chúng ta vào rồi. Sẽ mất một khoảng thời gian mấy giây đấy để chúng ta nâng cấp cái phiên bản mới. Rồi các bạn nhìn thấy không, nó đã hiện ra một cái thông báo của chúng ta làm cái gì này. Ở trong này các cái phiên bản chúng tôi nâng cấp thì thường là chúng tôi ghi rõ cụ thể chúng tôi nâng cấp cái gì,
Các bạn đánh số chứng từ đặc thù theo từng chi nhánh, tức là phần mềm này nó quản lý cho nhiều chi nhánh này. Thứ hai, ví dụ như cái bảng kê chứng từ chi tiết, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ ghi sổ, thì cái này chúng tôi sẽ nói sau cho các bạn nào. Hôm sau chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ này, tổng hợp sổ tổng hợp chữ T, một tài khoản chi tiết tài khoản này. Ồ, các bạn chọn cập nhật nhé. Các bạn like và chia sẻ fanpage để nhiều người được học cái phần mềm này. Thực ra là nó có khá nhiều cái mà chúng tôi đã thiết lập đối với phần mềm qua một cái bề dày về kinh nghiệm làm phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp và đi thực tế vào từng doanh nghiệp. Nên là biết được khách hàng cần những cái gì. Chúng tôi thường xuyên là lắng nghe khách hàng để xem là chúng ta chờ tí nha, đang trong quá trình cập nhật phần mềm phiên bản mới. Phải có một cái số nhóm kế toán ấy thì ủng hộ fanpage mình, nhưng một số nhóm là cứ phải phê duyệt thì mới cho đăng bài video trực tiếp, nên các bạn giúp mình chia sẻ để nhiều bạn được học hơn. Cái câu chuyện về giá thành của sản phẩm trong một công ty nó là một cái câu chuyện rất dài. Làm kế toán chúng tôi đối với phần mềm chúng tôi cũng không thể nói một buổi hai buổi là có thể hết được cái vấn đề về làm kế toán giá thành đâu. Nên là các bạn chịu khó theo dõi cái fanpage của mình để có thể cập nhật được hàng ngày cái video hướng dẫn trực tiếp cho các bạn làm kế toán. Bạn chờ tí, phần mềm nó đang update. Sau khi đã cập nhật xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm qua. Ta vào lại phần mềm nhé. Cập nhật xong rồi vào lại phần mềm. Cũng có nhiều bạn là theo dõi cái fanpage của chúng tôi được khá nhiều ngày. Chúng ta chọn cái dữ liệu tiếp tục của ngày hôm qua nhé. Chúng tôi sẽ nói nhiều về các cái tiện ích này các bạn này. Đấy, cái dữ liệu sản xuất hai công đoạn này rất rõ. Rồi, các bạn nhìn thấy là ở trong này đã thông báo cái phiên bản mới nhất là 22.6. Đây các bạn nhìn thấy phiên bản 22.6 nhá. Thế bây giờ ở đây ấy, thì chúng ta sẽ lướt lại cái câu chuyện mà ngày hôm qua chúng ta vẫn làm. Đấy là chúng ta đã tạo ra những cái chứng từ phiếu chi tiền. Phiếu chi tiền cho một cái trường hợp là thanh toán cái công tác phí. Các bạn kéo nó ra ở đây các bạn nhìn thấy này. Rồi ok nhá.
thay toán tiền dầu máy, dầu máy đưa vào 627. Theo các khoản thu tiền. Đấy, chúng ta ngày hôm qua ấy, thì chúng ta đã làm được cái đối với cái dữ liệu này ấy, thì các bạn làm có mấy cái sản phẩm này nhá các bạn nhá. Nó là có hai cái bán thành phẩm, tức là hai cái loại gạch mộc, hai cái loại gạch mộc mà em hai cái loại gạch mộc là gạch mộc đặc và gạch mộc hai lỗ. Là cái gạch này ấy, là trong các cái trường hợp như là thấy là tức là cái nhà máy sản xuất gạch, các bạn biết là nó phải hai qua hai công đoạn. Thứ nhất là nó tạo ra cái viên gạch mộc, cái viên gạch bằng đất đấy, phơi khô ấy. Đó thì bao gồm là cái việc là phải trộn than với cả đất để tạo ra cái viên gạch ấy. Xong đấy phơi khô rồi người ta bắt đầu mới đưa vào trong lò đốt để tạo ra thành phẩm. Thế ở đây chúng tôi đưa ra là cái thành phẩm là có 3 loại. Đấy, cái thực ra là có hai loại này thì nó nằm trong cái một cái bán thành phẩm, nó tạo ra hai loại này, tức là sau khi lựa chọn thì có loại 1 và loại 2. Tôi lấy ví dụ để nó mang tính chất là nó các bạn dễ nhìn, dễ hình dung ra. Cái thứ hai là hôm qua tôi đã làm về cơ bản về cái phần số liệu rồi. Thế các bạn, nếu các bạn nào xem mà chưa rõ thì các bạn có thể xem lại cái số liệu ngày hôm qua. Đấy, chúng ta sẽ xóa mấy một số các cái chuyển để chúng ta làm lại cho các bạn xem. Ở đây chúng tôi muốn nói cho các bạn này, hôm qua cái phần nhập kho thành phẩm nhá. Cái phần nhập kho thành phẩm thì các bạn lưu ý này. Ở đây chúng ta chỉ mới làm cái chứng từ nhập kho của cái bán thành phẩm thôi, chưa làm nhập kho của thành phẩm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở đây tôi vẫn muốn nói, nếu các bạn cảm thấy khó thì các bạn cứ ấy đi, các bạn cứ comment cho tôi để tôi có thể giải thích cho các bạn vì sao lại là cái nhập kho ở đây, tại sao lại là nợ 154 mà cũng là có 154 nha các bạn, cùng tài khoản. Các bạn khó hiểu các bạn cứ comment. Tôi chờ xem mà còn ai không hiểu, nếu mà không thì tôi sẽ giải thích luôn nhé. Các bạn comment thì đây nhá, tôi sẽ thử cho các bạn này. Đầu tiên các bạn, quan điểm chung về chúng tôi đây nhá, là tôi nói cho các bạn luôn, đây là một cái báo cáo quản trị này. Tôi sẽ thôi, tôi sẽ vào cái này trước đấy, hướng dẫn cho các bạn sau cái phần này. À đây nhá, cái sổ này cho phép các bạn xem này. Quý 1 tôi xem tài khoản 621. Ở đây nó có rất nhiều cột, nhiều dòng. Các bạn có thể bỏ đi. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, tôi ẩn hiện cột này, tôi bỏ đi. Tôi bỏ bớt đi để tôi nhìn, dễ nhìn. Khoản mục nguyên vật liệu rồi, ok. Mã nhân viên không cần đúng không? Số tài khoản ngân hàng không cần. Loại tiền cũng chả cần luôn. Ngày ghi sổ, số hóa đơn, số chứng từ. Cái số chứng từ chúng ta để thế nhé. Loại để thế, còn có thể kích đúc vào mà sửa chứng từ, không có cái đấy nó không kích đúc đâu, không phát sinh ngoại tệ không cần này. Rồi ok, các bạn nhìn thấy là cái này nó rút gọn lại cho các bạn nhìn thấy này. Ở đây ấy, thì cái tài khoản 621 của các bạn này này, ở đây nhá các bạn nhìn thấy, đối với tài khoản 621 này này, rồi tôi bỏ ra đây cho nó dễ nhìn đi, rồi đưa vào đây nhá. Ở
cái mã, cái đối tượng tập hợp chi phí các bạn nhìn thấy là có cái ô này, cái ô mà tôi đưa chuột đây này, tức là nó trống, có nghĩa rằng là cái phát sinh 621 không phải lúc nào cũng nha, nha các bạn, nó đánh như thế này dễ, nào cũng phải theo cụ thể cho các sản phẩm có những loại vật liệu. Thuộc 621 mà lại không cụ thể cho sản phẩm nào, buộc chúng ta phải phân bổ chi phí đó. Thế không phải là các bạn cứ vào một doanh nghiệp như thế các bạn làm ấy, các bạn cứ thấy là kiểu gì thì kiểu 621 cũng phải bóc ra. Thế thì khó cho kế toán, tại vì có những loại 621 mà không ấy. Kiểm tôi lưu lại cái báo cáo quản trị này để tôi kiểm tra sau nhá, kiểm tra số liệu giá thành ấy nhá. Chúng ta chọn đồng ý. Thế lần sau ta mở ra thì ta vẫn có cái báo cáo này theo cái ý của mình nhá. Ta tiếp tục này. Thế nên câu chuyện ở đây tôi muốn nói với các bạn này là chúng ta sẽ các bạn để ý nhá, các bạn like và theo dõi fanpage đấy, chứ không theo dõi là không, đến lúc lại không ấy được đâu. Có các cái nhóm có thể là không cho mình xem đăng livestream, cứ báo spam là các bạn lại không theo dõi được. Thế ở đây tôi làm một cái rõ cho các bạn này, bảng hệ số phân bổ này, phân bổ chi phí nhá các bạn nhá. Chúng ta bắt đầu đến trong quý 1 các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy này, đối với cái tài khoản 627 ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tài khoản 627 này nó phân bổ ra cho tài khoản 1541 và 1542 theo cái tỷ lệ 70-40. Cái hệ số này là do doanh nghiệp các bạn xây dựng nên, tức là cái 627 nó không cụ thể của công đoạn nào. 627 này này, 627 là chi phí chung của toàn nhà máy mà không cụ thể được cho công đoạn nào. Cái công đoạn trước các bạn nhá, công đoạn này không cụ thể của công đoạn nào, bắt buộc chúng ta phải phân bổ cho từng công đoạn trước. Sau đó mới phân bổ cho từng sản phẩm. Đấy, nói giải thích rõ cho các bạn. Còn đối với các cái tài khoản 622 này các bạn vẫn phải khai báo nhá. 6211 thì nó đi về 1541 là 100%. Không có chạy đâu hết. 6221 đi về 1541 là 100%. 6222 đi về 1542 là 100%, và cái này cũng thế, theo thứ tự như thế các bạn chọn lưu này. Thế chúng ta vào tiếp cái phần kết chuyển chi phí nhá. Các bạn chọn thêm này. Thì lập tức các bạn đã nhìn thấy ngay, ở đây nó chưa chia đâu. Vì là ở các bạn tại sao lại nhìn thấy nó như thế này? Đấy, đây là đang là tháng 8 các bạn nhá. Đang là tháng 8 thì nó không chia. Mà chúng ta ở đây ấy thì cái giá trị phân bổ này nó chỉ có đến ngày 31 tháng 3 thôi. Vượt ra khỏi ngày này thì nó không theo cái hệ số của các bạn nữa. Đấy, chúng ta đánh lại đây này, các bạn nhìn này, 3103. Bạn nhìn thấy nó chia ngay, nó có thay đổi ngay. Các bạn đánh vào 31 tháng 8 nó khác, đúng không? 31 tháng 3 nó khác.
Rồi ok, đây 31 tháng 3 ngày ghi sổ, ngày chứng từ. Thế các bạn nhìn thấy này, ở đây ấy, thì nó kết chuyển cái chi phí này rất là rõ đúng không? À, đây cái máy bên này nó lại chắc là phải phải sửa một tí nữa rồi. Chúng ta kiểm tra lại tí nhá. À, ở đây chúng tôi sẽ sửa cái này sau nhé các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp cái bảng hệ số này, chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta bỏ đi mấy cái này. Hình như là ở trong này nó bỏ trống cái đối tượng tập hợp chi phí này. Cái này nó là cái đối tượng tập hợp chi phí, nó là phân bổ. Ta sẽ phải bỏ mấy cái dòng này đi. Xóa này. Chúng ta chọn như thế nhá. Ở đây chúng ta sẽ kết chuyển cái chi phí 3103. Rồi ok, sẽ phải làm lại một tí. À, trong quá trình làm các bạn nhìn thấy là sẽ có những cái vướng mắc và tôi sẽ trực tiếp khắc phục cho các bạn luôn. Chúng ta đầu tiên này, chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Chúng ta sẽ sửa cái này nhá, sửa tạm thời cho nó vào tháng 10 đi. 31 12 nhá. Để tôi làm cái kết chuyển cái chi phí trước, vì nếu như chúng ta đưa vào phân bổ thì chúng ta lại không có được cụ thể không có cụ thể được cái đối tượng tập hợp chi phí, tức là khi đã đưa vào phân bổ thì nó không còn là theo cái đối tượng tập hợp chi phí nữa. Thế trước tiên này chúng ta này, chúng ta vào kết chuyển trước nhá. Ở đây chúng ta làm 31 tháng 3 này, 3103 này. Thế các bạn nhìn thấy ở đây nhá, chúng ta sẽ bỏ hai cái dòng này đi, xóa đi. Thế các bạn nhìn thấy ở đây này, đây là nó sẽ kết chuyển về 627 nhân công trực tiếp. Cho hai đối tượng này các bạn nhìn thấy không? Ở đây nhá, nó phân bổ ở cái này cụ thể như này, chúng ta chọn lưu. Chúng ta vào cái bảng cân đối phát sinh chúng ta xem tí nhá. Tôi chọn nhầm ấy, chọn cái quý 1 đi. Các bạn đã nhìn thấy là 621 và 622 nó đã kết chuyển về rồi đúng không? Riêng 621 thì nó có cái 2 triệu tư này này, nó là nó không cụ thể của sản phẩm nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần là phân bổ 627. Chúng ta áp dụng cái này cho 0101 và 3103. Cái này chúng ta chọn lưu này. Thì các bạn lưu ý là cái này chúng tôi sẽ thiết kế làm sao để nó chính xác khi các bạn làm, để có tất cả những cái vướng mắc gì của các bạn ấy thì các bạn cứ báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để xem là nó phù hợp với cái tiêu chí của các bạn, thì các bạn sẽ
các bạn sẽ được nâng cấp cái phần đấy. Sao cái này là sao đây em? Khách hàng nào nhắn tin địa chỉ mail à? À, chuyển báo giá à? Ừ, em làm đi nhá, em chuyển báo giá cho họ. Các bạn vào tiếp này cái phần báo cáo nhá, để chúng ta xem cái phần 627 nó đã đưa về 154 chưa nhá. Đây các bạn nhìn thấy không, 627 nó đưa về hết 154 này, từ 621, 622, 623, 627 đưa về 154. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Nghe tiếp nhá, giá thành sản xuất này. Chúng ta sẽ vào đối tượng tổng hợp chi phí giá thành, vào quý 1, chọn tài khoản 154 đi, rồi ok. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây là đã có số lượng nhập kho của bán thành phẩm công đoạn 1 này này, là 9.000. Nguyên vật liệu đã thế này rồi, nhân công thế này rồi. Thế thì chúng ta nhìn thấy là vẫn chưa đủ để tính ra được cái sản phẩm này, vì nó còn phần chi phí chung chúng ta phân bổ về 154 nữa. Và cái phần mà đây sổ chữ T tài khoản, chúng ta xem sổ chữ T tài khoản này nó rất rõ, đúng không? Sổ tổng hợp chữ T tài khoản chúng ta chọn 154 này, cho cái tài khoản 154. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là thứ nhất là nó còn 2.400.000 này, và cái 627 này ấy, thì nó còn 1.090.000 và 1.400.000 này nữa. Nó chưa phân bổ cho cái sản phẩm nào cả. Trong khi đấy chúng ta lại, hôm qua không biết là tôi đã làm xuất kho cho sản xuất gạch mộc rồi, ok. Bây giờ chúng ta làm tiếp này, phần này này rất quan trọng nhá. Các bạn sẽ bất ngờ chỗ này, tại vì các bạn cứ thấy là làm ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà đối với chúng tôi đi thực tế với khách hàng ấy thì rất rõ, khách hàng sẽ làm rất là kỹ chỗ này. Đây là cho là 22 tháng 2 đi. Ở đây nha các bạn này, chúng ta xuất gạch mộc 2 lỗ để làm gì? Xuất từ kho bán thành phẩm. Xuất để làm gì? Xuất để sản xuất sản phẩm. Chúng ta xem ở đây nó tồn bao nhiêu nhá. Tồn 2.000 đúng không? Thế ở đây chúng ta xuất vào 1.200 chẳng hạn. Để sản xuất sản phẩm nào? Nó là khoản mục chi phí nào? Nó chính là công đoạn trước chuyển sang. Các bạn nhìn thấy này, nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng cái này. Nếu các bạn chọn nó là nguyên vật liệu thì tôi nghĩ là nó không hợp lý. Bản thân ấy, bán thành phẩm, nó được cấu thành cả về nguyên vật liệu phẩy, nhân công phẩy, chi phí chung. Vậy nên là nếu các bạn làm mà lại cho nó là nguyên vật liệu thì nó tập hợp luôn vào trong cái phần của các bạn,
Thì ở đây ví dụ này, gạch mộc hai lỗ nhá, gạch hai lỗ này, chúng ta đưa gạch hai lỗ vào để sản xuất ra gạch đặc này, gạch đặc, gạch hai lỗ này rồi, ok. Gạch mộc đặc này, cái gạch mộc đặc này ấy, thì nó có một cái đặc thù là nó lại liên quan đến cái vấn đề là khi chúng ta đưa vào để sản xuất ra cái gạch đặc ấy thì nó không cụ thể được là sản xuất ra là cái đối tượng nào. Tức là các bạn có thể là ra cái gạch A1 cũng nên và cái gạch A2 cũng nên, mà cái gạch A1 với gạch A2 là hai cái mà chúng ta thấy là sẽ phải kiểm kê thì mới biết được là nó tạo ra bao nhiêu sản phẩm. Thế nên là chúng ta bỏ trống cái phần đối tượng là vật chi phí nhá. Và chúng ta để đây là đây xem nó tồn kho bao nhiêu nhá. Tồn kho 5.000, ơi chúng ta xuất đi 4.000 đi. 4.000 viên để sản xuất. Đấy, các bạn chọn lưu này. Đấy là chúng ta xuất nhá, nó chưa có giá trị gì đâu. Rồi, chúng ta bây giờ này, nếu mà nhìn bảng giá thành như thế này ấy thì các bạn sẽ không biết được là cái sản phẩm nó thế nào. Các bạn chỉ mới có chi phí này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải phân bổ tiếp cái 621, còn hình như 621 đấy nó ở công đoạn 2, chúng ta phân bổ sau nhé. Cái 627 là chính là cái 1541 đối ứng với 627 ấy. Đấy nhá, chúng ta phân bổ này. Phân bổ giá thành sản xuất này, phân bổ này. Ở đây chúng ta chọn phân bổ nhá. Các bạn hãy nhìn đấy này, quý 1 này. Ok. 1541 các bạn chọn nhá, chi phí sản xuất chung, lấy số tiền phân bổ. Các bạn nhìn thấy không, có 2,5 triệu. Có 2,5 triệu ở đây ấy, thì thường chúng ta vẫn phân bổ theo tiêu chuẩn là nguyên vật liệu. Thế các bạn nhìn thấy là nó sẽ phân bổ cho cái gạch mộc này, gạch mộc đặc và gạch mộc hai lỗ là một thằng là 1,5 triệu, là 1 triệu này nhá. Chúng ta chọn lưu này, các bạn vào cái phần bảng giá thành. Các bạn nhìn thấy không? Cái giá vốn của cái giá thành của cái sản phẩm này nó đã tăng lên. Giá thành đơn vị là 6.000 đến 5.000 này. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây ấy, là cái chi phí chung nó đã được đưa vào đây. Thế bây giờ chúng ta tiếp một công đoạn nữa là chúng ta làm nhập kho thành phẩm. Chúng ta còn phải nhập cái sản phẩm là sản xuất ra. Ở đây nhá. 24 tháng 2 đi. Bây giờ chúng ta mới nhập cái thằng này này, gạch đây, nhập vào kho thành phẩm. Ok, 155 và 154. Cái này các bạn lưu ý này, nó nhập vào ấy, thì tài khoản có của nó ấy, phải là 1542 chứ không thể là 1541. Các bạn lưu ý cả cái phần ấy nhá, cả cái phần mà sản xuất sản phẩm nhá. Cả cái phần sản phẩm là đây, lại có khách hàng đang nhắn tin báo là đã ok, đã đồng ý lấy phần mềm sử dụng rồi. Chúng ta nhìn vào đây xem cái là mỗi thằng nó tồn bao nhiêu nhá. Nhập kho được cái bán thành phẩm gạch này 5.800 với 5.000. Chúng ta thoải mái để có thể làm nhé. Chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta nhập được 2.000 viên gạch gạch. Rồi ok, đối tượng tập hợp chi phí, ok. Đây gạch này, chúng ta chọn cái gạch này nhá, gạch đặc.
A1. Và đặt A1 ấy, 1542 này, các bạn để ý nhá, ở đây chúng ta 2000 viên đi, làm tròn tròn tí. Dễ làm, tôi đưa ra nhiều sau chả nhớ là cái nào nó. Đây 1500 đi. Chả biết là nó hao hụt, nó vỡ, nó bao nhiêu nữa. Đúng không? Cái này chúng ta đối với chúng ta kiểm kê chúng ta biết đúng không? Ở đây nhá, chúng ta sản xuất sản phẩm này, nhìn thấy nhá. Ở đây chúng ta xem này. Các bạn nhìn thấy không? Nó đã hiện lên ở cái công đoạn 2 này. Thế bây giờ tôi làm cái giá thành của công đoạn 1 nhá. Các bạn kiểm tra qua một tí xem là cái tổng chi phí ở cái giá thành công đoạn 1 nó khớp chưa? Tức là nó phát sinh tương ứng với 1541, nó là 54 triệu. Đấy, chúng ta xem này, tổng đây là 54 triệu nhá. Xem bảng cân đối phát sinh. Một năm tư một của các bạn nhìn thấy không? Ở đây là 1541 là 54 triệu này. Các bạn đã nhìn thấy là tại sao nhập kho lại là 1541 chưa? Bản thân tôi giải thích ở đây là cái phần 1541 này khi chúng ta kết chuyển về nó đã có phát sinh nợ ở đây rồi. Thế nên là cái việc nhập kho đó chỉ là hình thức nhập vào kho để tính giá thành sản phẩm. Ở đây chúng ta chọn tính giá thành này, chúng ta sẽ phải tính giá thành này. Thành là tính cho từng công đoạn khi có giá thành công đoạn 1 thì mới có được chi phí cho công đoạn 2, đúng không? Nó là cái phần giá thành công đoạn trước chuyển sang ấy. Chúng ta chọn quý 1 này. Ok, các bạn chọn tài khoản 1541 này. Các bạn lấy số liệu. Các bạn nhìn thấy không? Cái chi phí này ấy, là cái chi phí mà chúng ta làm ra cái sản phẩm này. Thế chúng ta chọn cập nhật giá. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây, khi chúng ta chọn cập nhật giá thì cái phần giá trị nhập kho này này, nó sẽ hiện lên. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó đã đưa giá vào trong phiếu nhập của các bạn. Lúc nãy chúng ta nhập là không có giá, đúng không? Thế ở đây tiếp theo này, chúng ta sẽ tính giá bình quân, tính giá thành, chính là tính phần xuất kho này này. Các bạn nhìn thấy ở đây là xuất kho bán thành phẩm để sản xuất, thằng này chưa có giá. Thế chúng ta tính được ra cái giá những cái thằng này rồi thì chúng ta mới khi đó tính giá xuất kho thì nó mới hiện ra cái đơn giá này này, thì nó mới đưa vào cụ thể của sản phẩm nào nhá các bạn. Chúng ta tiếp tục tính giá này, chọn quý 1. Ok. Thế thì các bạn ấn F5 refresh phát, các bạn nhìn thấy ở đây có giá trị tiền nó hiện lên đúng không? Đấy. Thế bây giờ một cái phần mà chúng tôi muốn nói các bạn nó là rất rõ. Ở đây là các bạn nhìn thấy này, cái thành phẩm gạch hai lỗ này đã hiển thị lên cái chi phí mà ở trong cái công đoạn trước nó chuyển sang, chính là cái cột này, chính là cái 1541 này, nó chuyển lên. Thế 1541 nó chuyển lên ở đây rồi, thế thì nó sẽ nằm vào cái cột công đoạn trước, nó không thể nằm vào là nguyên vật liệu, nhân công hay là chi phí chung. Tiếp theo nhá, chúng ta còn một cái nữa là cái giá thành mà cái 6212. Các bạn nhìn thấy nhá, tôi giải thích cho các bạn này. 6212 nhá. Đây trong cái phần 1542 này này, nó có mấy cái. Đây 6212 này này, nó là của cái sản phẩm công đoạn 2 mà nó lại không cụ thể cho sản phẩm nào. Nên chúng ta sẽ phải phân bổ cái chi phí 6212 này, nó đã được đưa về 154 rồi. Chúng ta chọn thêm mới này. Ta chọn quý này.
chúng ta làm cái giá thành là các bạn sẽ phải rất là cụ thể. Nguyên vật liệu này, đấy là 2,4 triệu này, chúng ta phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc toàn bộ chi phí trực tiếp thì nó về bản chất là nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà ở đây thì ở trong cái công đoạn 2 thì nó lại chưa có cái chi phí của cái công đoạn cái nguyên vật liệu bổ sung vào. Thế nên là chúng ta sẽ phân bổ theo cái tiêu chí là ở đây chúng tôi đã thiết kế sẵn một cái chức năng nữa là cái chức năng hệ số giá thành, bảng hệ số tỷ lệ. Chúng ta vào đây nhá, cái thằng này là cái bảng hệ số tỷ lệ, cái thằng này là ngày 0101 số 01, ở đây là một đi. Đấy, các bạn xóa hết những cái mà nó không liên quan đi. Cái này sẽ phải áp dụng một cái nữa để các bạn có thể tính nhờ. Cái câu chuyện về giá thành là nó khá là phức tạp. Nếu các bạn mà làm giá mà làm giá thành mà không tỉ mỉ ấy, thì các bạn rất khó làm cho một doanh nghiệp. Đây, chúng ta sẽ sửa lại một tí cái gạch mộc đặc này. Chúng ta sản xuất ra hai sản phẩm. Chúng ta coi hai cái sản phẩm này là hai cái sản phẩm gạch mộc, gạch đặc A1 ấy, gạch đặc A2 ấy, thì các bạn lưu ý là gạch đặc A1 và cái gạch đặc A2 này này là nó là về trong quy trình của giá thành ấy thì nó sẽ chịu cái chi phí như nhau. Ở đây chúng ta để 2,500 này nhá, chúng ta chia đây 1,500 cho nó dễ. Ở đây công đoạn trước chuyển sang, chúng ta chọn cái thành phẩm gạch đặc A2, ta chọn lưu này, chúng ta chọn tính lại giá. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái bảng giá thành này, nó sẽ hiện ra đầy đủ cho các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây là cái giá thành của công đoạn trước chuyển sang nó là 17 triệu 17.713.016 thì nó sẽ tương ứng với phát sinh có 1541 của các bạn ở trong bảng cân đối phát sinh. Đây các bạn nhìn thấy không? 17.713.016. Cái này nó sẽ chuyển lên 1542. Trong 24 triệu này ấy, thì nó có xem cái sổ kế toán nhá. Xem cái sổ chữ T này nó dễ này. 1542 cho quý 1. Ok các bạn nhá, làm cả năm cũng được, các bạn tùy khoảng thời gian nhá. Các bạn nhìn thấy này. 1541 là có 17 chuyển, 1542 là từ 1541 chuyển lên này. Có mấy cái 627 này này là nó chưa được phân bổ. Đấy, chúng ta bây giờ thế nào? Câu chuyện bây giờ lại là vấn đề khác. Lại là vấn đề mà các bạn nhìn thấy nhá. Rất rõ là làm sao? Ở đây rõ ràng là không có cái tiêu chí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung. Thế thì chúng ta căn cứ vào đâu để phân bổ? Chúng ta chỉ căn cứ mỗi một cái công đoạn trước chuyển sang để phân bổ. Đúng không? Căn cứ vào cái chi phí công đoạn trước chuyển sang cho các bạn để các bạn phân bổ. Vậy nên chúng ta ở đây chúng ta đã có sẵn chức năng rồi. Ở đây nhá, quý 1 này, các bạn chọn tài khoản 1542 này, lấy đây ngoài nhỉ, đây đúng không? Ôi, cái này tôi nhầm mất là cái hệ số này. Nếu các bạn khai báo vào đây thì nó không còn áp dụng cái
cái chi phí phân bổ nữa, các bạn phải xóa cái này đi thì nó mới hiện lên khoản mục phí cho các bạn để các bạn phân bổ. Giá thành sản xuất này, phân bổ này, chúng ta chọn thêm mới này, các bạn nhìn thấy không, nó mới hiện lên khoản mục phí cho các bạn này. Tức là ở đây cái phương pháp hệ số hôm sau tôi sẽ làm với các bạn, cái phương pháp mà làm giá thành cho hệ số ấy. Thế còn hôm nay tôi đã làm theo cái giá thành theo phương pháp thực tế, tức là cụ thể trực tiếp. Hôm sau còn cái định mức và phương pháp hệ số nữa, 1542 này. Các bạn chọn chi phí nguyên vật liệu đi. Các bạn lấy số tiền phân bổ nó là 2,4 triệu đúng không? Ở đây chúng ta sẽ phải chọn cái hệ số để phân bổ. Cái tiêu chuẩn để phân bổ là công đoạn trước chuyển sang, các bạn chọn phân bổ thì các bạn nhìn thấy không? Nó ra theo cái hệ số mà các bạn chọn lên. Đúng không? Tỷ lệ phân bổ. Ở đây sản xuất chung lấy số tiền phân bổ nào. Tổng toàn bộ chi phí đi. Giờ tôi xem lại tí ở chỗ này sao. Nó có vướng mắc một tí ở chỗ này, 1542 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phân bổ theo tổng chi phí, lấy số tiền phân bổ chi phí trực tiếp. Cái tỷ lệ này sao nó lại tăng lên cao thế này nhỉ? Nó là cái này, chúng tôi cứ phân bổ nhé. Cái tổng chi phí trực tiếp ở đây sao lại có cái vấn đề ở chỗ này rồi nhỉ? Bốn tám sáu tám năm bảy một ở đây, đúng rồi, thằng này 8 triệu mà, 8,2 triệu, 8 triệu. Mình cứ tưởng là nó bị nó sao lại nó tăng lên cái chi phí, hóa ra là nó đúng 8 triệu thật. 1542 các bạn nhá. Chi phí nguyên vật liệu này, lấy số tiền phân bổ này, phân bổ theo công đoạn trước chuyển sang này. Công đoạn trước chuyển sang, đúng, thằng này 8 triệu thật đúng không? Thế ở đây nó phân bổ cho chừng này, và theo cái hệ số các bạn nhìn thấy này, cái công đoạn trước chuyển sang cái chừng này. Thế nên là nó phân bổ cho mỗi một đối tượng là nó như này. Chúng ta chọn thêm mới này, chúng ta chọn còn cái chi phí chung nữa đúng không? Chi phí chung này, chúng ta phân bổ này, lấy số tiền này, chúng ta chọn phân bổ công đoạn trước chuyển sang này, chúng ta chọn phân bổ này, chúng ta chọn lưu tiếp này. Thì các bạn đã nhìn thấy là cái phần này, các bạn sau đây các bạn có thể xem lại video nhá, không phải là tôi làm nhanh quá thì các bạn có thể không nhìn thấy, video các bạn có thể nhìn thấy được đây. Các bạn nhìn thấy cái bảng giá thành này chưa? Nó rất là cụ thể cho các bạn. Ở đây ấy, là cái giá thành của cái sản phẩm này, các cái sản phẩm này nó được phân tích ra ở đây ấy, là nó rất cụ thể cho các bạn. Đây, cái chi phí giá thành của từng sản phẩm một, trong đó cái công đoạn 2 ấy, là cái công đoạn mà nó có thêm cái công đoạn trước chuyển sang. Thế nhiên ở đây trong phần mềm ấy thì tôi lại không lấy ví dụ về cái nhân công ở cái công đoạn 2. Cái công đoạn 2 các bạn có thể làm nhân công, các bạn chi phân bổ cũng được mà kết chuyển cũng được. Nếu mà cụ thể từng sản phẩm được thì các bạn kết chuyển, đúng không? Còn nếu không cụ thể được thì các bạn cứ phân bổ thôi. Thế nên là sau khi tính xong giá thành ở đây rồi ấy, thì chúng ta chọn tính giá này. Chúng ta chọn cái công đoạn 1 chúng ta làm xong rồi. Thế ở đây chúng ta chọn 1542, chúng ta lấy số liệu. Các bạn nhìn thấy là giá thành nó sẽ hiện ra ở đây. Chúng ta chọn cập nhật giá. Cái này nó mặc nhiên nó sẽ cập nhật vào trong cái phiếu nhập kho cho các bạn ấy. Là cái phiếu nhập kho này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đã có nhập kho thành phẩm này. Là cái này. Đấy. Nó cụ thể cho các bạn. Đấy. Thế thì cái bảng giá thành là cơ bản là nó đã lên được hết cho các bạn rồi, nó tính theo cái giá trị là cụ thể cho các bạn rồi.
Các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ chi phí ở tài khoản 154 là đã đưa vào đốt ra sản phẩm, là chỗ này không có dở dang. Mà ở đây chỉ có dở dang là dư nợ 36 triệu ở cái tài khoản 1541, tức là cái số lượng gạch mộc này được tạo ra nhưng chưa đưa vào lò đốt thì gọi là dở dang ở tài khoản 154. Thế ở đây tiếp theo ấy là cái toàn bộ cái chi phí để cấu thành nên cái thành phẩm ấy, nó đưa lên 155 từ cái tài khoản 1542. Thế thì các bạn nhìn thấy là rõ ràng là nó kết chuyển được hết cho các bạn rồi. Nó lên giá thành nó rất là cân đối. Các bạn nhìn thấy bảng cân đối phát sinh không? Nó rất là cụ thể cho các bạn. Và cái này nó lên rõ ràng, thành ra các bạn không cần phải lo lắng nhiều về phần giá thành. Đối với các cái doanh nghiệp mà sử dụng cái phần mềm kế toán của chúng tôi ấy, thì cái phần giá thành là cái phần mà chúng tôi hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp làm. Thế ở đây cái phần này ấy, thì các bạn nhìn thấy là chỉ có mỗi một cái là chỉ còn có mỗi một cái nữa thôi. Mỗi một cái là các bạn xuất bán thành phẩm. Thế tính giá bình quân nó ra. Ví dụ các bạn làm cái phiếu bán hàng nhé. Tôi cứ ví dụ ở đây vì còn phải liên quan đến cái vấn đề là khai báo hóa đơn. Nhá, khai báo hóa đơn chúng ta chọn thêm này. Thế nên là tôi sẽ làm một cái phiếu mà nó không có hóa đơn. Nếu bạn nhìn thấy ở đây tôi có ghi chú thêm tí là ở công đoạn 2 là bán thành phẩm đưa vào trong lò đốt để tạo ra thành phẩm không có dở dang. Đoạn 2 chỉ dở dang ở công đoạn 1. Các bạn hãy nhìn rất rõ nhé. Ở đây này, tiếp theo không tôi làm cái này cho các bạn hiểu được là như thế nào nhé. Tôi lấy ví dụ rồi, ở đây là 30 tháng 3 đi nhá. Chọn bán, chúng ta bán cái gạch này. Đấy, đơn vị tính thế này, tài khoản thế này, số lượng là chúng ta bán đi 200 viên đi. Đơn giá là 10.000 một viên. Đấy, hơi đắt nhỉ, đúng không các bạn? Thuế và giá vốn, ở đây chúng ta chọn kho, bán từ kho 155. Tài khoản giá vốn là 632. Ok các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì chúng ta làm thế này, làm tạm một loại thôi. Chúng ta chọn nghiệp vụ này, chọn tính giá xuất kho. Chọn quý 1, chúng ta tính từng tháng 1 nhé. Ở đây là chọn từng tháng 1 nhé, ra. Các bạn... Rồi, ok, các bạn vào xem cái bảng cân đối phát sinh như nào. Nó có phát sinh 155 chưa, đúng không? Phát sinh có 155 đấy các bạn. Đấy, nó bán này. Đó, có 673.000 đây. Nó đưa lên giá vốn 632 rồi. Cái này thì bây giờ thì dễ thôi. Bây giờ còn cái công đoạn còn lại thì nó dễ thôi. Các bạn chỉ cần vào nghiệp vụ này, vào tổng hợp này, kết chuyển lãi lỗ. Các bạn kích chuột phải chọn 31 tháng 3 phát là nó tính ra cho các bạn. Đấy, nó tính ra này, giá vốn bao nhiêu này, doanh thu bao nhiêu này, thấy chưa, 632 bao nhiêu này, lãi lỗ bao nhiêu này, chỗ này là lỗ đúng không? Ghi có và ghi nợ 4212 là lỗ này, đúng không? Thế là các bạn lưu lại là ra được báo cáo tài chính thôi. Nó rất dễ. Ở trong cái báo cáo tài chính này là con chức năng xuất khẩu sang hỗ trợ kê khai này. Các bạn ấn phát là nó chuyển sang phần mềm hỗ trợ kê khai luôn này. Còn cái phần nữa là phần thuế. Thì ở trong cái phần phần mềm ấy, đối với giá thành thì tôi làm để cho các bạn làm được làm sao là như thế, là để các bạn nắm được cái quy trình của nó. Làm sao mà các bạn lên được cái bảng giá thành này. Cái này là cái quan trọng nhất cho các bạn. Đây, nó là cái bảng giá thành. Nó là tính ra được đơn vị sản phẩm và tính được cho công đoạn trước chuyển sang cho mỗi công đoạn. Thế hôm sau mà tôi làm một cái ví dụ về cái bảng giá thành cho một cái công ty mà nó có 7 công đoạn sản xuất. Thế các bạn biết là nó quy trình này nó lặp đi lặp lại, nó vẫn ra công đoạn trước chuyển sang này. Nó rất là cụ thể cho các bạn, chứ không phải là chúng ta lại làm giá thành mà chúng ta không biết được là
cái giá thành công đoạn trước chuyển sang. Cũng có nhiều đơn vị chọn cái phương án làm giá thành cho sản phẩm ấy, thì lại nhập kho bán thành phẩm về 155, sau lại từ 155 lại xuất lên 621, 155, 621 lại chuyển về 154. Thế tự nhiên là các bạn thấy không, nguyên vật liệu tự động nó tăng lên. Nếu mà xem cái bảng cân đối phát sinh thì nó thấy không hợp lý, đúng không? Về cơ bản là hôm nay tôi đã nói được hết. Các bạn cần hiểu chỗ nào các bạn comment xuống dưới cái video của chúng tôi ấy, cái video mà chúng tôi đưa ra cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ biết được là tôi sẽ giải thích rõ cho các bạn nhá. Ai mà cần khó khăn cái gì, vướng mắc chỗ nào, các bạn comment xuống bên dưới, tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ về cái vấn đề xử lý cái vấn đề giá thành như nào, hỗ trợ các bạn làm đến nơi đến chốn phần giá thành. Thế là hôm nay là rất là ổn khi mà tôi hỗ trợ cho các bạn, thì có số lượt view xem cũng khá nhiều. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like và chia sẻ fanpage cho chúng tôi nhé. Chúng tôi còn có cái mà động lực mà làm tiếp những cái buổi tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn nhé.